mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Tết. Chương trình này toàn những người dễ thương hết thưa quý vị. Toàn thể quý bà con thân mến, trưa nay trưa đây 11 giờ tại Đình Thông Tây Hội, chỉ một trưa duy nhất chúng tôi sẽ có chương trình văn nghệ đặc biệt, chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Tết với các nghệ sĩ tham gia Á Hậu Kim Duyên, cô giáo có giọng hát trong hơn nước suối Thì Chi, Trương Thế Vinh và mấy con voi biển đã tràn về đường mới nhất. Thưa quý vị, chỉ một trưa duy nhất rồi, làm lại y chang. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, quên rồi. Và thưa quý vị, xin giới thiệu ca sĩ Thùy Chi. Xuân sang em trao nghiêng đất trời, xuân sang phố đông vang tiếng cười. Chờ gì nữa, xin mời voi biển bên và nam ca sĩ Trương Thế Vinh. Let it go, son, let it go. One, two, three, let's dance with me. Everybody gonna crazy. Thì ngày hôm nay thưa quý vị là ngày Tết mà thịt thà rít ngán, trở về với hương vị ngày xưa. Chào Miếng Cưng ạ. Chương trình này có ảo thuật nữa. Muốn gì coi đó hả? Muốn gì coi đó. Cho em dĩa cơm sườn ạ. Trời ơi, có một cái chén ớt với tỏi mà nó tám đứa nó chấm vô. Làm gì phải đoàn kết? Đi ông nội, bừng tào lao, bớt tào lao vậy. Ăn xong rồi nói. Ca sĩ gì kỳ cục. Ngày chúng tôi ở trong nhà trẻ quá ha. Rồi, dùng cơm, dùng cơm. Dùng cơm. Ngày xưa đó mà muốn ăn, muốn uống một lon nước ngọt là phải đợi tới Tết mới có. Bây giờ uống cái là thấy tuổi thơ ùa về liền lập tức, hứa luôn. Rồi cái này ngon hứa sắc luôn. Cảm ơn. Đúng giữ vị ngày xưa.